Chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong cái phiếu bài tập cuối tuần môn toán lớp 3. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu ở tuần số 28. Trong cái tuần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về so sánh các cái số trong phạm vi 100.000, diện tích của một hình và tìm hiểu đơn vị cm vuông. Được chưa? Và bây giờ thì sẽ không linh tinh và không liên thuyên nữa. Các em nhớ lúc nào chúng ta cũng có những bả bối mang theo nha. Rồi, chúng ta sẽ cùng vào bài thôi. Chu. Đấy, bài của chúng ta nha. Ta đến với bài đầu tiên này. Yêu cầu mình là lớn hơn, nhỏ hơn, hoặc bằng vào các cái phép so sánh này thôi. Thì thế chúng ta so sánh. Quan sát ở đây chúng ta thấy này, 5 chữ số với lại 4 chữ số này. Không cần biết nó là số gì, cứ 5 chữ số bao giờ cũng sẽ lớn hơn. Đấy, được chưa? Đây này, bao nhiêu? 5 chữ số với 5 chữ số, các em quan sát. 4, 6, 5, 2, 3. Rồi, hàng chục nghìn, 4. Hàng nghìn là 6 nè. Hàng trăm là 5. Hàng gì? Hàng chục, đây là số 2. Hàng chục, đây là số 3. Vậy thì 2 này nhỏ hơn 3, do đó số 4, 6, 5, 3, 2 sẽ lớn hơn. Được chưa? Rồi, 6.000 cộng với 4.000 so với gì? 10.000. Vậy thì 6.000 cộng 4.000 thì sẽ bằng mấy đấy? 10.000 rồi. Vậy thì cái này sẽ là sao? Bằng nhau thôi. Được chưa? Rồi, 7, 2, 4, 8 mà chia cho 4 này, so với lại 2 gì? 2.000. Thì chúng ta sẽ thực hiện, chắc chắn chúng ta nhìn ta biết kết quả rồi, nhưng mà các em cứ thực hiện phép chia nhé. Đây, nhiều bạn nắm được. 7 chia cho 4 thì chỉ được 1, đúng không? 1 x 4 là 4, 7 trừ 4 thì còn mấy? 3, đúng không? Rồi, hạ số 2, 32 chia 4 được 8, 8, 4, 32 hết. Hạ 4 được 1, hết. Hạ 8 được 2. Vậy kết quả là 1812. Vậy thì 1812 mà so với gì? 2000 thì 2000 sẽ lớn gì? Lớn hơn. Được chưa? Rồi, tiếp theo nè, 78.000 trừ đi 6.000. 78.000 nha các em. Đó, 78.000 nè, trừ mấy? 6.000 nè. Đó, thì sẽ còn bao nhiêu? 70 gì? 72.000. 72.000 so với 70.000 thì 72.000 này sẽ lớn gì? Lớn hơn. Được chưa? Rồi, đây là nhân, đây là trừ, so với 10.000 nè. Vậy thì 7.000 nhân 2 sẽ là mười mấy? 14.000. 14.000 trừ đi 4.000 nè. 14.000 mà trừ 4.000 thì còn mấy? 10.000. Vậy thì 10.000 so với 10.000 thì sẽ bằng nhau. Rồi, xong bài số 1 nha. Đến bài số 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Họ cho mình số lớn nhất trong các số. Đấy, vậy thì các em chú ý, các em so sánh nè. Thầy sẽ làm cái này trong bài tập toán, luyện toán là đã hướng dẫn rất là nhiều rồi. Ta so sánh nè, hàng chục nghìn, số 3. Hàng chục nghìn đây là số 3, hàng chục nghìn đây là số 2, hàng chục nghìn đây là số 3. Họ tìm là số lớn nhất. Vậy thì cái anh này sẽ loại này, bởi sao anh số 2 nhỏ rồi nè. Tiếp theo, đến hàng nghìn, số này là số 5, đây là số 4. Số này là số mấy? Số 5. Vậy thì chúng ta sẽ loại được tiếp cái anh ở hàng chục nghìn, được chưa? Rồi, tiếp theo đến hàng trăm, số 5. Số này là số mấy? Số 5. Rồi, có loại được không? Không loại được. Tiếp theo đến hàng chục, anh này là số mấy đây? Số 6, hàng chục anh này là số 4. Vậy thì chúng ta đã tìm được
hàng chục này lớn hơn, do đó 3, 5, 5, 6, 4 sẽ là lớn, lớn nhất. Rồi, 3, 5, 5, 6, 4 đâu? Đây, chính là đáp án gì? À nha, thấy chưa? Rồi, câu B, tìm số bé nhất trong các số này. Cũng giống như vậy thôi, chúng ta cũng sẽ phân tích hàng của nó, thấy chưa? Đây, chúng ta sẽ phân tích. Giờ là số bé nhất này. Hàng chục nghìn là số 7 nè. Hàng chục nghìn đây là số 5. Đấy, thầy kẻ thẳng ra như thế này chúng ta phân biệt cho rõ nhé. Đây là số 5. Số 6. Chúng ta tìm là tìm số gì? Số bé nhất. Do vậy anh 7 nè. Và anh số 6 chúng ta loại. Bây giờ chỉ còn hai anh này tìm ra số nào bé hơn. Đến hàng nghìn số 8. Hàng nghìn số này cũng là số 8. Bằng nhau, tiếp tục đến hàng trăm. Đây là số 7, hàng trăm đây cũng lại là số 7. Tiếp tục lại, phải đến hàng gì? Hàng chục, số 8. Hàng chục đây là số gì? Số 2. Vậy thì số 2 này là bé, bé nhất. Vậy thì sẽ là số mấy? 5, 8, 7, 2, 8. Kem tìm 5, 8, 7, 8, 2, không phải. Đây, sẽ là đáp án C. Hiểu chưa? Đấy. Xong nhá. Rồi, đến bài số 3. Đúng thì các em ghi chữ D và sai thì ghi chữ S vào các cái câu này. Họ cho mình cái hình vuông với cái hình tròn như thế này. Diện tích hình vuông bé hơn diện tích hình tròn, đúng không? Đúng hay sai nhỉ? Quá đúng luôn rồi, bởi vì sao? Bởi hình tròn này nó nằm ở phía gì? Ngoài cái hình vuông. Hay nói cái khác là hình vuông nó nằm gọn trong cái hình gì? Hình tròn. Đấy, do đó hình vuông này sẽ bé hơn là đúng. Được chưa? Rồi. Câu B này. Diện tích hình tứ giác. Đây, cái hình này đây. MNPQ. MNPQ. Đó, cái hình lớn ở ngoài. Bé hơn diện tích tam giác MNP. Đúng không? Không thể đúng được, bởi vì sao? MNP này này, cái tam giác MNP này này chỉ là một nửa của cái tứ giác này thôi, đúng không? Do đó đây sẽ là đáp án sai. Đấy. Rồi tiếp theo. Diện tích hình tứ giác MNPQ bằng tổng diện tích của MNP và MPQ, đúng không? Quá đúng luôn rồi. Đấy, vậy thì đây sẽ là đáp án đúng. Rồi, ta sang bài số 4 nào. Viết số thích hợp vào cái ô trống hả? 25cm vuông là đọc. Vậy thì viết làm sao? 25 tức là gì? Chỉ có hàng chục và hàng đơn vị thôi. 20, 25 cm vuông. Cm vuông. Đơn giản như đang giỡn, đúng không? Giờ họ cho mình cái số này. 350 cm vuông. Giờ chúng ta phải đọc như thế nào? Đấy, chúng ta sẽ đọc nào. 300 gì các em? 50. Rồi, xong phần số đúng không? Đến phần đơn vị là cm vuông. Được chưa? Xong nhá. Rồi. 4300 cm vuông. 4000 à, tức là hàng nghìn sẽ là số 4 à. 300 tức là hàng trăm sẽ là số 3. Vậy thì hàng chục phải là số 0, hàng đơn vị cũng sẽ là số 0 và cm vuông ta điền vào cm vuông. Được chưa? Rồi. Chúng ta đọc nè. Đây là hàng gì đây các em? Hàng chục nghìn, hàng nghìn. Đúng không? Hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị. Chúng ta thấy đây nó chỉ có mỗi số gì? Số 5. Vậy sẽ đọc là 50 gì?
50.000. Được chưa? 50.000 cm vuông. Đó. Được chưa? Xong nhá. Rồi chúng ta sang bài số 5. Họ yêu cầu viết kết quả tính vào chỗ chấm. Đó, chúng ta phải thực hiện tính này. 27 cm² cộng với 45 thì chúng ta tạm thời bỏ qua cái đơn vị. Chúng ta chỉ cần lấy gì? 27 cộng với 45. 7 cộng 5 bằng 12, viết 2 nhớ 1, 2 cộng 4 là 6 nhớ 1 là 7. Vậy thì sẽ là 72 cm². Được chưa? Rồi tương tự như vậy, 8 cm² nhân với 6 thì các em chỉ lấy số là 8 × 6. 8 x 6 là 48. 48 gì các em? cm². Dễ như ăn cám đúng không? Rồi. 76 - 48 nè. Đó. Vậy thì chúng ta chỉ cần lấy 76 - 48 thôi, đúng không? 6 không trừ được, 16 - 8 thì bằng 8. 7 - 5 thì còn mấy? 2. Vậy sẽ là 28 cm². Được chưa? 56 cm chia cho 7, tức là ta chỉ lấy 56 chia 7. Bảng chia 7 rồi, 56 chia cho 7 thì được 8 cm². Xong. Rồi, chúng ta cùng đến bài số 6 nhé. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Số liền trước của số lớn nhất. Chú ý nhé. Liền trước nghe các em. Liền trước của số lớn nhất có 5 chữ số là. Vậy chúng ta phải tìm được số lớn nhất có 5 chữ số sẽ là mấy? 99.999. Vậy thì đứng liền trước nó thì chúng ta phải trừ đi 1, đúng không? Vậy thì đây sẽ là mấy? 99.998. Được chưa? Rồi, số liền sau của số bé nhất có 5 chữ số. Vậy chúng ta phải tìm được số bé nhất có 5 chữ số, đó chính là số mấy? Mấy? 5 chữ số chính là số 10. 10.000, đúng không? Vậy thì số liền sau chúng ta cộng thêm 1. Được chưa? Vậy thì nó sẽ là 10.001. Được chưa? Rồi. Số liền trước của số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau. Nhớ là gì? 5 chữ số lớn nhất, nhưng mà 5 chữ số này phải khác gì? Khác nhau. Vậy thì 5 số này mà muốn khác nhau thì số lớn nhất chắc chắn là gì? Nó phải bắt đầu từ số 9, đến 8, đến 7, đến 6 và đến gì? 5. Đây là 5 chữ số khác nhau lớn nhất. Vậy thì liền trước nó thì sẽ trừ đi 1, thì sẽ là số mấy đây? 4 ở hàng đơn vị, đúng không? Sẽ là 98.764. Được chưa? Rồi, tiếp theo nè. Số liền sau của số bé nhất có 5 chữ số khác nhau. Đấy. Chú ý là bé nhất, nhưng mà phải là 5 chữ số khác nhau nha. Vậy thì bé nhất thì không thể bắt đầu từ 0 được, mà phải là 1 này. Đấy. 1 này. Sau đó đến chữ số gì? Số 0 này. Được chưa? Vậy thì số 1 ở đây nó đã lặp lại rồi, thì phải đến 2 3 4. Đúng không? Vậy thì số bé nhất mà có 5 chữ số khác nhau sẽ là 102.
2, 3, 4. Nhưng mà liền sau thì chúng ta cộng thêm 1, tức là hàng đơn vị này sẽ là số gì? Số 5. Đó, nó sẽ là mấy? 1, 0, 2, 3, 5. Được chưa? Hãy chú ý cái dạng toán này nhé. Không có nhiều em là cứ gọi là tâm tớp đấy. Thầy nó vui thôi, đúng không? Làm lại sai hết. Rồi, đến câu tiếp theo này. Giờ chúng ta tìm x. Vậy thì trước hết, chúng ta thấy đây là phép nhân, chúng ta phải thực hiện kết quả của phép nhân này trước này. Đây bên này này, x cộng 3, 7, 4, 8, ta giữ nguyên này, bằng này. Giờ chúng ta thực hiện phép nhân này nhá. Thầy đặt phép nhân không có nhiều bạn là hơi chậm một chút xíu này, không nhầm được. Được chưa? 9, 2, 18 viết 8 nhớ 1, 7, 2, 14 nhớ 1, 15 viết 5 nhớ 1, 3, 2 là 6 nhớ 1 là 7. Vậy sẽ là 7, 5, 8, 4. 7, 5, 8, 4. Bây giờ x ở đây là gì? Số hạng. Số hạng tổng. Vậy thì muốn tìm một số hạng, tức là tìm x ở đây, thì sẽ bằng tổng trừ đi số hạng còn lại, tức là 7, 5, 8, 4 trừ đi 3, 7, 4, 8. Đấy, chúng ta sẽ trừ cái này nhá. Trừ 3, 7, 4, 8. Chúng ta thấy đang xây dựng nên lúc nào cũng có tiếng ồn nha các em. Vậy nó vui tai đúng không? 4 không trừ cho 8, 14 trừ 8 thì bằng 6 nè. 4 này nhớ 1 là 5 này, 8 trừ 5 bằng 3. Được chưa? 7 này nhớ 1 là 8, 15 trừ đi 8 thì còn 7. Được chưa? 3 này nhớ 1 là 4, vậy thì 7 trừ 4 sẽ còn 3. Vậy thì x sẽ là x sẽ bằng 4, 7, 3, 6. 4, 7, 3, 6. Được chưa? Xong nhá. Rồi tiếp theo, tương tự như vậy chúng ta sẽ tiến hành này. X chia cho 5 ở bên này ta giữ nguyên đúng không? Bằng này. Ta phải thực hiện phép cộng này. 1, 1, 1, 1 cộng với 2, 0, 5. 1 với 5 là 6, 1, 3, 1. Vậy sẽ được kết quả là 1, 3, 1, 6. 1, 3, 1, 6. Được chưa? X là số bị chia, 5 là số chia và 1, 3, 1, 6 là thương. Vậy thì muốn tìm số bị chia sẽ bằng thương 1, 3, 1, 6 nhân với số chia, tức là nhân với gì? Nhân với 5. Rồi, ta thực hiện phép nhân này thôi. Đây, 1, 3, 1, 6 ta tiến hành nhân với 5 luôn nhá. 6 x 5, 30, viết 0 nhớ 3. 1 x 5 là 5, nhớ 3 là 8. 3 x 5, 15, viết 5 nhớ 1. 1 x 5 là 5, nhớ 1 là 6. Sẽ được là 6, 5, 8, 8, 0. 6, 5, 8, 0. Được chưa? Rồi, sang bài số 8 nào. Bài số 8 thì yêu cầu mình là viết số thích hợp vào cái chỗ chấm. Đấy, vậy thì ở đây họ cho mình hình A với hình B này. Biết mỗi một cái ô vuông nhỏ có diện tích là 1 cm2. Đấy, tức là một cái ô đây này. Vậy thì giờ chúng ta xem hình A này. Hình A là bao nhiêu cm, vậy chúng ta đếm ô nhá. Ta đếm cái ô trước đó này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nè. Ô ở đây là có 6 ô nè. Và bao nhiêu cái nửa tam giác nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nửa tam giác. Đấy. 6 nửa tam giác mà các em thấy nè. Cứ một ô này, một ô đây nè, thì nó được tạo bởi hai cái nửa tam giác. Vậy thì 6 nửa tam giác này nè sẽ bằng mấy? 6 chia 2 sẽ được mấy ô đây? 3 ô. Vậy thì bây giờ
6 ô cộng với lại 3 ô thì bằng mấy? 9 gì? 9 ô. Mà 1 ô là 1cm gì? Vuông, vậy thì 9 ô sẽ bằng 9 gì? 9cm vuông. Được chưa? Quá dễ rồi, tương tự như vậy. Thì ở câu B chúng ta cũng đếm nè. Chúng ta cũng sẽ đếm cái ô nguyên trước nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 12 ô. Rồi, có bao nhiêu cái nửa ô? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cái ô tam giác, đúng không? 6 ô tam giác, như vậy thì 6 ô thì sẽ được ra là 3 ô kia, đúng không? Vậy thì 12 cộng 3 là 15cm vuông. Rồi, như vậy thì chắc là đến đây chúng ta tạm thời kết thúc thôi. Bởi vì sao? Họ đang xây dựng đến, họ làm rất là ầm, người ta đang đặt cái xà bàn này kìa. Rồi, các em nhớ là đừng quên chia sẻ video và giới thiệu kênh nha. Rồi, tạm biệt các em.